Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Xin chào tất cả các con, rất vui được gặp lại các con trong bài giảng ngày hôm nay. Các con hãy cùng quan sát trên bảng của cô, và chúng ta thấy rằng đây là những đồ vật nào đấy nhở? À rất chính xác, đó chính là những bao thuốc lá. Những hình ảnh của những bao thuốc lá này với chăng chịt những hình khuyến cáo ở trên bao thuốc không còn xa lạ gì với chúng ta nữa. Thế nhưng hàng ngày, hàng giờ chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh của những người hút thuốc lá trong gia đình hay ngay cả ở nơi công cộng. Vậy họ có biết được rằng tử thần đang đứng ở đằng sau lưng họ hay không? Và thuốc lá có ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe con người, đặc biệt là đối với đời sống xã hội? Thì văn bản ngày hôm nay, văn bản có tên Ôn dịch thuốc lá sẽ giúp chúng ta trả lời được những câu hỏi đó. Cô mời các con cùng vào bài học. Với bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu theo 4 phần. Phần 1 La Mã, đọc tìm hiểu chung. Phần 2 La Mã, tìm hiểu chi tiết. Phần 3 La Mã, tổng kết. Và phần cuối cùng là phần luyện tập. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1 La Mã, đọc tìm hiểu chung. Ở phần 1 này, trước hết các con sẽ cùng cô tìm hiểu những kiến thức xoay quanh tác giả và tác phẩm. Về tác giả của văn bản này là giáo sư bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, sinh năm 1913, mất năm 1997. Một số thông tin khác về tác giả như quê hương thì các con cũng cần nhớ cho cô là ông sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1937, ông sang Pháp học tại Đại học Y khoa Paris. Đến năm 1941, ông tốt nghiệp bác sĩ nhi khoa và bác sĩ các bệnh viện nhiệt đới. Nhưng do chiến tranh thế giới thứ hai nên ông bị giữ lại ở nước Pháp và ông đã chiến đấu cũng như là tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp. Sau đó thì đến năm 1947, ông mới được về nước, sau đó thì cống hiến và làm việc ở Việt Nam. Ông là một trong những tấm gương tiêu biểu trong việc bảo vệ, chăm lo sức khỏe cho con người. Và nói đến một số những tác phẩm cũng như những bản dịch của ông có thể kể đến như cuốn sách Đạo và Đời, hay Bàn về Đạo Nho, hay Kể chuyện đất nước, hoặc có những cuốn sách cũng nói về sức khỏe của con người như Từ sinh lý đến dưỡng sinh. Các con cũng có thể tìm đọc để hiểu thêm hơn về giáo sư bác sĩ. Về tác phẩm, khi đọc văn bản thì chúng ta cũng thấy rất rõ văn bản thuộc kiểu văn bản nhật dụng. Về phương thức biểu đạt, văn bản này có sự kết hợp giữa hai phương thức chính, đó là phương thức thuyết minh và nghị luận. Về xuất xứ, văn bản được trích trong Từ thuốc lá đến ma túy, bệnh nghiện, và đây cũng là cuốn sách rất tâm đắc của tác giả Nguyễn Khắc Viện. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 3 nhỏ, đọc và tìm hiểu chú thích để cùng xem nội dung của văn bản muốn gửi cho chúng ta bức thông điệp như thế nào. Với văn bản này, các con hãy cùng nhấn mạnh cho cô vào những đoạn thể hiện tác hại cũng như những khẩu hiệu, lời kiến nghị của tác giả khi nói về tác hại của thuốc lá. Sau đây, cô trò chúng ta sẽ cùng mở sách giáo khoa trang 118 để đọc văn bản. Ôn dịch thuốc lá. Dịch hạch, thổ tả, hàng vạn, hàng triệu người chết. Nhờ tiến bộ y học, loài người hầu như đã diệt trừ được những dịch khủng khiếp ấy. Nhưng vào cuối thế kỷ này, lại xuất hiện những ôn dịch khác. Cả thế giới đang lo âu về nạn AIDS, nhưng chưa tìm ra giải pháp, thì nhiều nhà bác học sau mấy chục năm và hơn 5 vạn công trình nghiên cứu đã lớn tiếng báo động. Ôn dịch thuốc lá đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người còn nặng hơn cả AIDS. Ngày trước, Trần Hưng Đạo căn dặn nhà vua, nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu. Hẳn rằng, người hút thuốc lá không lăn đùng ra chết, không say bê bết như người uống rượu. Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc thấm vào cơ thể. Nạn nhân đầu tiên là những lông dung của những tế bào niêm mạc ở vòm họng, ở phế quản, ở nang phổi, bị chất hắc ín trong khói thuốc lá làm tê liệt. Các lông mao này có chức năng quét dọn bụi bặm và các vi khuẩn theo luồng không khí tràn vào phế quản và phổi. Khi các lông mao ngừng hoạt động, bụi và vi khuẩn không được đẩy ra ngoài, tích tụ lại gây ho hen và sau nhiều năm gây viêm phế quản. Trong khói thuốc lá lại có chất oxit carbon.
Chất này thấm vào máu, bám chặt các hồng cầu, không cho chúng tiếp cận oxy nữa, không lạ gì sức khỏe của người nghiện thuốc ngày càng sút kém. Thấm vào các tế bào, chất hắc ín lại thường gây ra ung thư. Ta đến bệnh viện ca sẽ thấy rõ. Bác sĩ viện trưởng cho biết trên 80% ung thư vòm họng và ung thư phổi là do thuốc lá. Ta đến viện nghiên cứu các bệnh tim mạch, bác sĩ viện trưởng cho biết chất nicotine của thuốc lá làm các động mạch co thắt lại, gây những bệnh nghiêm trọng như huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim. Có thấy một bệnh nhân bị tắc động mạch chân lên những cơn đau như thế nào, rồi phải cắt dần từng ngón chân đến cả bàn chân. Có thấy những người 40-50 tuổi đã chết đột xuất vì nhồi máu cơ tim. Có thấy những khối u ghê tởm mới nhận ra tác hại ghê gớm của thuốc lá. Không cần nhắc đến những việc nghiêm trọng như vậy, chỉ riêng bệnh viêm phế quản của hàng triệu người cũng đã làm mất bao nhiêu ngày công lao động và làm tổn hao sức khỏe cộng đồng. Có người bảo, tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi. Xin đáp lại, hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không có quyền đầu độc những người ở gần anh. Anh uống rượu, say mềm, anh làm, anh chịu. Nhưng hút thuốc thì người gần anh cũng hít phải luồng khói độc. Điều này hàng nghìn công trình nghiên cứu đã chứng minh rất rõ. Vợ con, những người làm việc cùng phòng với những người nghiện thuốc cũng bị nhiễm độc, cũng đau tim mạch, viêm phế quản, cũng bị ung thư. Anh có quyền hút, nhưng có mặt người khác xin mời anh ra ngoài sân, ngoài hành lang mà hút. Tội nghiệp thay, những cái thai còn nằm trong bụng mẹ, chỉ vì có người hút thuốc ngồi cạnh mà mẹ thai bị nhiễm độc, rồi mẹ đẻ non, con sinh ra đã suy yếu. Hút thuốc cạnh một người đàn bà có thai quả là một tội ác. Bố và anh hút, chú bác hút không những đầu độc con em mà còn nêu gương xấu. Tỷ lệ thanh thiếu niên hút thuốc ở các thành phố lớn nước ta ngang với tỷ lệ các thành phố Âu Mỹ. Chỉ có khác là với một thanh niên Mỹ, $1 mua một bao thuốc lá và đó là một khoản tiền nhỏ. Nhưng đối với một thiếu niên Việt Nam muốn có 15.000 đồng mua một bao 555 vì đã hút là phải hút thuốc sang, chỉ có một cách là trộm cắp. Trộm một lần, quen tay, từ điếu thuốc sang cốc bia rồi ma túy, con đường phạm pháp thực ra đã mở đầu với điếu thuốc. Người lớn hút thuốc trước mặt trẻ em, lấy điếu thuốc làm một cử chỉ cho biểu tượng quý trọng, chính là đã đẩy con em vào đường phạm pháp. Ngày nay, đi các nước phát triển, đâu đâu cũng nổi lên chiến dịch chống thuốc nạ lá. Người ta cấm hút thuốc ở tất cả những nơi công cộng, phạt nặng những người vi phạm. Ở Bỉ, từ năm 1987, vi phạm lần thứ nhất phạt $40, tái phạm phạt $500. Khắp nơi, những tài liệu, những khẩu hiệu chống thuốc lá dần dần lấn át những quảng cáo của các hãng thuốc lá. Vì nhiều nước đã cấm quảng cáo thuốc lá trên báo chí, vô tuyến truyền hình. Chỉ trong vòng vài năm, chiến dịch chống thuốc lá này đã làm giảm hẳn số người hút và người ta đã thấy triển vọng có thể nêu lên khẩu hiệu cho những năm cuối thế kỷ 20. Một châu Âu không còn thuốc lá. Nước ta khác với các nước châu Âu đang còn trong tình trạng có nhiều bệnh tật do vi trùng, ký sinh trùng gây ra, nay lại theo đòi các nước phát triển, nhiễm thêm các bệnh do thuốc lá, sốt rét, bệnh phong, lao, ỉa chảy chưa thanh toán được, lại thêm ôn dịch thuốc lá này, nghĩ đến mà kinh. Đã đến lúc mọi người phải đứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch này. Như vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau đọc xong văn bản ôn dịch thuốc lá. Trong văn bản có một số từ ngữ mà các con cần lưu ý. Ví dụ như là từ biểu tượng là hình ảnh tượng trưng hay vi phạm là làm trái quy định. Ngoài ra thì còn các từ theo thuật ngữ chuyên ngành y học thì lát nữa khi tìm hiểu vào bài có những thuật ngữ đó thì cô và các con sẽ cùng tìm hiểu một cách cụ thể hơn. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bố cục của văn bản. Về bố cục của văn bản, chúng ta sẽ cùng chia làm 3 phần. Phần 1, từ đầu đến chỗ, nặng hơn cả AIDS. Nội dung, thông báo, nạn dịch, thuốc lá hút thuốc lá. Phần thứ 2, tiếp theo, đến phạm pháp. Nội dung, tác hại của việc hút thuốc. Và phần thứ 3 là phần còn lại, nêu ra những kiến nghị và giải pháp về việc chống việc hút thuốc lá. Về nhan đề của văn bản, các con cần lưu ý cho cô.
chữ ôm dịch thuốc lá liên kết với nhau bởi một dấu gì ở giữa đây? À, rất chính xác, đó là dấu phẩy. Vậy thì ôm dịch chúng ta được hiểu là gì? Theo chú thích trong sách giáo khoa, ôm dịch chỉ chung các loại bệnh nguy hiểm, lây lan rộng, làm chết người hàng loạt trong một thời gian nhất định. Từ này thường dùng làm tiếng chửi rủa như đồ ôn dịch. Thuốc lá ở đây thì các con hẳn biết thuốc lá là gì rồi đúng không nào? Nhưng ở đây nó còn có ý là cách nói tắt của cái tệ nạn nghiện hút thuốc lá. Đặc biệt, dấu phẩy ở giữa vừa nhằm gì đấy? À, tạo sắc thái biểu cảm, đó là vừa căm tức, vừa ghê tởm đối với những người gì? Nghiện thuốc lá hay tệ nạn đó. Đặc biệt, nó còn dùng để nhấn mạnh và bổ sung ý nghĩa coi gì thuốc lá như là một đồ ôn dịch đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng đó còn là cái tiếng nói trong tiếng lòng của tác giả khi muốn chửi rủa đối với thuốc lá, đó là gì? Thuốc lá mày là đồ ôn dịch. Và đặc biệt cái tên nhan đề này nó cũng gây ấn tượng, gây chú ý đối với người đọc đúng không nào? Vậy thì cái xuất xứ này cũng mở ra cho cô trò chúng ta những ý nghĩa hay là cái chủ đề của văn bản này, đó là gì? À, nêu ra tác hại của thuốc lá và đặc biệt đó là gì? Lời kêu gọi chống việc hút thuốc lá đối với toàn dân. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2 La Mã tìm hiểu chi tiết. Với phần này chúng ta sẽ cùng thấy rằng văn bản được lập luận một cách rất chặt chẽ. Từ ngay từ nhan đề của văn bản này, sau đó tác giả nêu vấn đề về nạn dịch hút thuốc lá. Tiếp đó nêu ra tác hại của việc hút thuốc đối với đời sống, đối với người hút và đặc biệt đối với người xung quanh, đối với cộng đồng như thế nào. Cuối cùng thì đưa ra lời kêu gọi chống hút thuốc lá. Và với cách lập luận chặt chẽ này thì tác giả đã đưa ra những luận điểm, những dẫn chứng nào để làm sáng tỏ cho luận điểm đó. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 1 La Mã. Thông báo phần 2 La Mã tìm hiểu chi tiết, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 1 nhỏ thông báo về nạn dịch thuốc lá. Để tìm hiểu được phần này, các con hãy cùng quan sát vào đoạn văn thứ nhất, sau đó trả lời cho câu hỏi. Để nói về tính chất nguy hiểm của thuốc lá, tác giả đã nêu vấn đề như thế nào? Vậy thì trước hết chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô vào đoạn văn đầu tiên. Đoạn văn này gồm có 4 câu văn và tác giả đã lập luận ra sao đây? À, đầu tiên nêu ra các dịch bệnh như trên thế giới như dịch hạch này hay dịch thổ tả, hàng vạn, hàng triệu người chết. Nhưng nhờ tiến bộ y học, loài người hầu như đã gì? Diệt trừ được căn bệnh này và những dịch khủng khiếp ấy. Nhưng vào cuối thế kỷ này lại xuất hiện những ôn dịch khác. Và chắc chắn lần xuất hiện này thì những căn bệnh này sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Cả thế giới đang lo âu về nạn dịch gì? Dịch AIDS. Và đã gì? Chưa tìm ra giải pháp. Dịch AIDS các con biết là đây là một loại bệnh gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người. Và căn bệnh này sẽ làm cho con người tê liệt sức khỏe, sự đề kháng và không có thuốc đặc trị. Tuy nhiên, nó chưa phải là căn bệnh nguy hiểm nhất. Mà ý tiếp theo tác giả khẳng định này, nhiều nhà bác học sau mấy chục năm và hơn 5 vạn công trình nghiên cứu đã lớn tiếng báo động ôn dịch thuốc lá đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người còn nặng hơn cả AIDS. Và chắc chúng ta thấy rằng dịch, một cái nạn dịch nữa đó là thuốc lá còn đáng sợ hơn cả AIDS. Và chúng ta sẽ cùng quan sát lại cho cô về câu văn thứ tư. Ôn dịch thuốc lá đang đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người còn nặng hơn cả AIDS. Vậy ở đây tác giả vừa sử dụng cái từ câu văn giống như phần mở đầu ôn dịch thuốc lá đúng không nào? Để nhằm thể hiện cái sắc thái biểu cảm cũng như nhấn mạnh. Đồng thời ở đây sử dụng biện pháp gì? Biện pháp so sánh không ngang bằng để cho chúng ta thấy rằng tác hại của thuốc lá là vô cùng nguy hiểm đối với đời sống, xã hội. Thì đó chính là phần 1 nhỏ. Các con có thể ghi cho cô và phần ý thứ nhất và đồng thời nhận xét cho cô về cách thông báo vấn đề của tác giả. Cách thông báo có gì đặc biệt đây? À, đầu tiên chúng ta thấy cách thông báo này cũng chính là nghệ thuật mà tác giả sử dụng trong phần thứ nhất.
Ý thứ nhất các con ghi cho cô đó là gì? À, nêu vấn đề một cách gián tiếp đúng không nào? Không đi vào trực tiếp vấn đề. À, ôn dịch thuốc lá là một đại dịch nguy hiểm mà đưa ra những căn bệnh cũng nguy hiểm khiến cho thế giới phải lao đao. Sau đó mới khẳng định thuốc lá mới là cái bệnh dịch nguy hiểm nhất cho đến thời điểm mà tác giả đang nhắc đến. Đồng thời, tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh như cô vừa nói đúng không nào? Đặc biệt đó là dùng những thuật ngữ chuyên ngành y tế này, lời văn thì ngắn gọn, dễ hiểu để giúp chúng ta hiểu được cái hiểm họa khôn lường của nạn dịch do thuốc lá gây ra. Đó chính là nội dung trong phần thứ nhất. Vậy thì cái mức độ nghiêm trọng của việc nghiện thuốc lá dựa trên hàng vạn công trình nghiên cứu khoa học đã được chứng minh và đã được nói đến trong văn bản trở thành mối đe dọa của loài người như thế nào, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai, đó là tác hại của việc hút thuốc lá. Ở phần 2 nhỏ này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để thấy được tác giả đã đưa ra những phương diện nào nêu lên tác hại của việc hút thuốc lá. Trước hết, các con quan sát cho cô vào đầu đoạn văn thứ 2 trả lời cho cô câu hỏi. Đây cũng chính là câu số 2 trong sách giáo khoa. Vì sao tác giả dẫn lời Trần Hưng Đạo bàn về việc đánh giặc trước khi phân tích tác hại của thuốc lá? Điều đó có tác dụng gì trong việc lập luận? Trả lời được câu hỏi số 2 thì chúng ta sẽ thấy rằng tác giả dẫn dắt lời nói của Trần Hưng Đạo khi căn dặn nhà vua như sau: nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu. Vậy trước tiên ta phải hiểu được câu nói này như thế nào đã. Đó là gì? À, nếu giặc đánh như vũ bão thì gì? Khi mà giặc đến thì chúng ta có thể nghe thấy được hoặc chúng ta có thể nhìn thấy được. Thế nhưng nếu giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu nghĩa là gì? Khi mà ví dụ như là có người làm gián điệp chẳng hạn, hay nó đánh từ trong nội bộ, đánh một cách âm thầm như ngày nay, khi mà trong cuộc sống hiện đại thì chúng ta sẽ gọi là diễn biến hòa bình đó, thì chúng ta sẽ không thể phát hiện ra và chết dần chết mòn. Ở đây tác giả sử dụng câu nói này có mục đích, có ngụ ý như sau. Trước hết, chỉ đến giặc gặm nhấm là muốn nói đến gì đấy? Thuốc lá đúng không nào? Dâu chính là con người, sức khỏe con người. Còn tằm chính là cái khói thuốc lá. Và ở đây ý tác giả muốn nói là gì? À, khói thuốc lá không làm người ta lăn ra chết ngay, mà nó thấm vào cơ thể khiến người ta chết dần, chết mòn đi. Nói đến cái sự so sánh này, chúng ta cũng có thể thấy được việc hút thuốc lá gây ra tác hại như thế nào đối với con người. Và đặc biệt, nó gặm nhấm vào cơ thể một cách từ từ, và chắc chắn là căn bệnh đó sẽ rất khó để có thể cai được, có thể gỡ ra được, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của con người, bản thân người đó và gia đình, đặc biệt xã hội như thế nào, và khó có cách nào để có thể cứu chữa được. Từ đó ta có thể thấy rằng việc sử dụng cái lối nói so sánh đó, tác giả đã thể hiện được cái sự gây được sự chú ý đối với người đọc này, và đặc biệt nêu ra được cái sự hủy hoại của thuốc lá tới sức khỏe của con người. Đó chính là nội dung của phần đầu tiên mà các con cần ghi nhớ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai, đó là sau lời dẫn dắt thì tác giả nêu ra tác hại của thuốc lá trên những phương diện nào. Trên những phương diện nào? À, thứ nhất đó là đối với sức khỏe, và thứ hai là đối với kinh tế, đạo đức. Đối với sức khỏe thì nó sẽ ảnh hưởng đối với bản thân người hút và những người xung quanh. Và dựa vào cái sơ đồ này thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu nội dung ở phần 2 nhỏ. Trước hết là phần A nhỏ, ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe của người hút. Các con có thể đọc lại cho cô vào phần 2 này. Khói thuốc lá chứa rất nhiều chất độc ngấm vào cơ thể. Nạn nhân đầu tiên là những lông dung của những tế bào niêm mạc ở vòm họng, ở phế quản, ở nang phổi bị chất hắc ín trong khói thuốc lá làm tê liệt. Vậy thì trước hết các con phải hiểu cho cô niêm mạc là gì? À, niêm mạc là lớp tế bào ngoài cùng có thể tiết chất nhầy trong một số hốc cơ thể như mũi, miệng, cổ họng. Tiếp theo, trong câu này còn có nang phổi, có từ nang phổi, còn gọi là phế nang, chỉ những túi nhỏ li ti trong phổi bao lấy những nhánh cuối của phế quản. Đây các con có thể nhìn thấy những phế nang này. Tiếp theo, đây là phế nang với khí phế thũng này,
phế nang bị hư hỏng thì nó sẽ có hình ảnh như thế này đây, đúng không? Tiếp theo, các con để ý cho cô. Từ vi khuẩn, các lông mao này có chức năng quét dọn bụi bặm và các vi khuẩn. Vi khuẩn là gì? À, là sinh vật có kích thước rất nhỏ, thường chỉ có một tế bào, gây bệnh hoặc không gây bệnh, sinh sản chủ yếu bằng lối phân đôi. Tiếp theo là từ hắc ín này. Hắc ín được sử dụng trong câu văn, trong chú thích số 4. Hắc ín còn gọi là chất dầu hắc, là một chất lỏng nhớt màu đen thu được từ trưng cất, có tính phá hủy cấu trúc của các chất hữu cơ. Phần lớn hắc ín thu được từ than là sản phẩm phụ của việc sản xuất than cốc, nhưng nó cũng có thể được sản xuất từ dầu mỏ, than bùn hay gỗ. Tiếp theo là chú thích nicotine. Nicotine là chất độc trong thuốc lá, thuốc lào, có tác dụng gây nghiện, đúng không nào? Gây nghiện thì đây là những cái chú thích liên quan đến phần mà chúng ta đang tìm hiểu. Sau khi thấy được sự phá hủy từ từ của thuốc lá đối với cơ thể thì tác giả đã đưa ra một câu văn chủ đề của văn bản. Chủ đề đó là gì? Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc thấm vào cơ thể, thấm vào cơ thể. Và chúng ta thấy rằng nạn nhân đầu tiên là những lông rung của những tế bào niêm mạc ở vòm họng, ở phế quản, ở nang phổi bị chất gì? Chất hắc ín trong khói thuốc lá làm tê liệt. À, đầu tiên trong khói thuốc lá có chất hắc ín. Và chất này làm gì? Tê liệt các lông mao. Các lông mao này vốn có chức năng là gì? À, làm sạch những bụi và vi khuẩn tích tụ trong niêm mạc. Thế nhưng bây giờ nếu không được làm sạch thì sẽ gây ra các bệnh như ho hen, viêm phế quản. Và đặc biệt nếu chất hắc ín này thấm vào tế bào thì sẽ gây ra những bệnh như ung thư họng, ung thư phổi. Đây là đều là các căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Tiếp theo, chúng ta lại để ý đến trong khói thuốc lá còn có chất gì? Chất oxit carbon. Oxit carbon, chất này thấm vào máu, bám chặt các hồng cầu không cho chúng tiếp cận oxy nữa. Không lạ gì, sức khỏe của người nghiện thuốc ngày càng giảm sút. Chất oxit carbon này, các con thấy rằng cơ thể của chúng ta được cấu tạo bằng hàng tỷ tế bào, và tất cả những tế bào này thì đều cần phải có oxy cung cấp, đúng không nào, để cung cấp sự sống cho con người. Thế nhưng nếu bây giờ cái chất oxit carbon này thấm vào máu, khiến cho những cái hồng cầu trong cơ thể không thể tiếp cận oxy nữa, thì tất nhiên sức khỏe của con người sẽ giảm sút đi, và đặc biệt sẽ không thể chống lại được những cái bệnh dịch nguy hiểm. Tiếp theo, trong thuốc lá còn có chất nicotine. Nicotine nghe rất quen thuộc phải không nào? Và đây là một chất gây nghiện. Và nguy hiểm hơn, cái chất nicotine này làm động mạch co thắt lại. Co thắt lại này, gây ra những bệnh như là huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim. Đây đều là những căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Không chỉ ở những người lớn tuổi mà ở những người trẻ khoảng 40, 50 tuổi mà hút thuốc lá đều mắc phải những căn bệnh này. Và một đoạn văn tác giả viết hết sức là thuyết phục đối với chúng ta, đó là gì? Tại viện nghiên cứu các bệnh tim mạch, bác sĩ viện trưởng cho biết chất nicotine của thuốc lá đã gây ra những bệnh như sau. Có thấy một bệnh nhân bị tắc động mạch chân lên những cơn đau như thế nào, rồi phải cắt dần từng ngón chân, ngón tay đến cả bàn chân. Có thấy những người 40-50 tuổi đã chết đột xuất vì nhồi máu cơ tim. Có thấy những khối u ghê tởm mới nhận ra tác hại ghê gớm của thuốc lá. Và từ tất cả những yếu tố này, chúng ta thấy tác giả đã sử dụng gì đấy? Những minh chứng, những lập luận dựa trên kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, của các bác sĩ và thực tiễn được điều trị tại các bệnh viện, đúng không nào? Để từ đó ta thấy rằng những thông tin này có đáng tin cậy không? À, rất đáng tin cậy đối với người đọc, đúng không nào? Bởi vì nó được dựa trên cơ sở khoa học. Đồng thời, cách lập luận cụ thể, chi tiết rất dễ hiểu đối với người đọc đã gây được sự thuyết phục đối với người đọc, và bất cứ ai khi đọc đoạn văn này cũng cảm thấy thật là đáng sợ khi mà nghĩ đến thuốc lá, đúng không nào? Tiếp đó thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thuốc lá có tác hại như thế nào đối với sức khỏe con người. À, các con hãy quan sát cho cô những hình ảnh sau và cho biết nó ảnh hưởng như thế nào đối với cá nhân người hút. À, chúng ta thấy hai hình ảnh là hai lá phổi. Đây là lá phổi của người không hút thuốc lá, còn đây là lá phổi của những người hút thuốc lá. Lá phổi kia thì có màu rất là hồng hào, đúng không nào? Thế nhưng lá phổi của người hút thuốc lá thì đã bị cái chất hắc ín
ở trong thuốc lá làm cho đen xì đi. Và trong hai hình ảnh này thì chúng ta cũng thấy rõ được sức khỏe của cái người hút thuốc lá đó với người không hút thuốc lá có sự khác nhau như thế nào rồi, đúng không? Tiếp theo, các con để ý cho cô, đây chính là chất nicotine đóng lại trong phổi này. Hay chất nicotine còn làm gì đây? Các động mạch co thắt gây huyết áp cao này, tắc động mạch làm chảy máu não. Một hình ảnh khác cũng minh chứng cho những cái đoạn văn vừa rồi. À, hút thuốc lá là làm cho những cái ngón chân, ngón tay sẽ bị gì? Phải cắt dần nếu mà bị tắc động mạch, đúng không nào? Đều là những căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Và chúng ta có thể biết thêm một số thông tin khác như cô cung cấp như sau. Đó là 90% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đều có tiền căn là hút thuốc lá. Đây là một thông tin được cung cấp từ Bệnh viện Chợ Giấy, khoa hô hấp. Đồng thời, các con có thể ghi lại cho cô với cách nêu ra dẫn chứng sinh động, lập luận chặt chẽ, đưa ra số liệu cụ thể từ những bác sĩ và từ những bệnh viện thì tác giả đã thể hiện được thuốc lá hủy hoại nghiêm trọng tới sức khỏe của con người và là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nan y. Đó chính là phần thứ A, đó là tác hại của việc hút thuốc lá đối với người hút. Vậy thì với những người xung quanh thuốc lá có ảnh hưởng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần B. Các con nhận xét cho cô, đọc cho cô câu hỏi. Tại sao tác giả đưa ra lời giả định? Có người bảo tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi. À, mặc tôi. Tác giả đã đưa ra một cái câu này là một lời giả định thôi, đúng không nào? Nhưng nó cũng có tác dụng để trong việc dẫn dắt sang ý thứ hai, đó là nêu ra tác hại của thuốc lá đối với những người xung quanh này. Câu giả định này là những lời chống chế vô trách nhiệm của những người hút thuốc lá, ngụy biện trong việc sai trái của mình, đúng không nào? Thế nhưng họ không hề biết rằng cái việc hút thuốc lá của họ gây ảnh hưởng tới những người xung quanh vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì sau câu nói này, tác giả đã trả lời như sau. Xin đáp lại, hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không có quyền đầu độc những người ở gần anh. Anh uống thuốc, anh uống rượu say mềm, anh làm, anh chịu. Nhưng hút thuốc thì người gần anh cũng hít phải luồng khói độc. Điều này hàng nghìn công trình nghiên cứu đã chứng minh rất rõ. À, đây, đối với những người xung quanh thì chúng ta thấy rằng người xung quanh mặc dù không hút nhưng cũng trở thành những người hút thuốc lá bị động. Bởi vì không khác gì những người hút thuốc khi mà hít phải khói thuốc. Và thứ nhất chúng ta thấy này, vợ con, những người làm việc cùng phòng với những người nghiện thuốc cũng bị nhiễm độc, cũng đau tim mạch, viêm phế quản, cũng bị ung thư. À, tội nghiệp thay những cái thai còn nằm trong bụng mẹ, chỉ vì có người hút thuốc ngồi bên cạnh mà thai bị nhiễm độc, rồi mẹ đẻ non, sinh con ra đã suy yếu. Chúng ta thấy cái tác hại của việc hút thuốc lá đối với người xung quanh rõ ràng mà tác giả lập luận chưa? À, đầu tiên là người hít phải cũng mắc bệnh như người hút. Và đặc biệt là đối với những người mẹ mang thai, khi mà hít phải khói thuốc thì con thì có thể sinh non, thai non yếu. Đặc biệt hơn, độc ác hơn, đó là nhiễm độc thai nhi, đúng không nào? Và tác giả đã nói ra một câu văn vô cùng ấn tượng đối với tất cả chúng ta, đó là hút thuốc cạnh một người đàn bà có thai quả là một tội ác, đúng không nào? Tác giả đã đưa ra một cái câu văn khẳng định để nói được cái tác hại của thuốc lá đối với mọi người như thế nào. Và các con cũng có thể quan sát cho cô vào một số hình ảnh sau đây để thấy được cái tác hại của khói thuốc. Đây là hình ảnh của thai nhi khi mà bị nhiễm độc và phải sinh non trong cơ thể của người mẹ. Chưa kịp sinh ra thành hình người thì đã phải nằm lại giữa những nấm mộ. Thì các con thấy được cái tác hại nó vô cùng to lớn như thế nào. Hay là những hình ảnh của những đứa bé phải sinh non khi mẹ mang thai và hít phải khói thuốc lá. Đặc biệt hơn, khi mà trong cái bối cảnh xã hội như ngày nay thì chúng ta cũng thấy được cái việc mà sử dụng tiền bạc như thế nào cũng vô cùng quan trọng. Vậy thì tác hại của việc hút thuốc lá có ảnh hưởng đối với kinh tế ra sao? Các con sẽ đọc tiếp cho cô vào những đoạn văn sau. Trước hết, không cần nhắc đến việc nghiêm trọng như vậy,
chỉ riêng bệnh viêm phế quản của hàng triệu người cũng đã làm mất bao nhiêu gì? Ngày công lao động này, rồi tổn hao sức khỏe cộng đồng. Thứ nhất, đối với kinh tế đó là mất đi ngày công lao động, và đối với những người nghiện thuốc hay mắc bệnh do thuốc gây ra, do nghiện thuốc gây ra, thì cái công việc, công tác chữa trị vô cùng tốn kém, đã không đi làm được rồi, lại còn ảnh hưởng tới vợ con và tốn biết bao nhiêu tiền của, thì đây chính là tác hại. Và các con có thể ghi cho cô đó là tác hại ở đây là gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội. Quan sát gần đây, các con có thể thấy chi phí này, tần suất hút thuốc trung bình của con người được quy ra tiền như thế nào. Ví dụ, đối với một bao thuốc, đối với có giá 10.000 hoặc là 20.000, 30.000, 40.000, và nếu người ta sử dụng hút trong một ngày mà khoảng dưới 20 điếu thì con số nó ngày càng tăng lên rất là nhiều, đúng không nào? Chi phí nó ngày càng tăng lên, và người ta ước tính rằng cái chi phí hút thuốc của một người trong một ngày này khoảng gấp khoảng 4 lần chi phí cho việc học hành, hay là gấp 2,5 lần cho việc chi mua quần áo này, gấp 2 lần chi cho khám bệnh. Và cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc lá với cái không đúng mục đích, với những cái tác hại ghê gớm như vậy mà lại mất đi một số tiền lớn như thế, thì nó vô cùng là đáng tiếc, phải không nào? Trong khi số tiền đó chúng ta có thể sử dụng vào những việc có ích hơn cho gia đình, cho xã hội. Và đặc biệt hơn, đối với đạo đức, cái tác hại của thuốc lá cũng có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Các con sẽ cùng đọc lại cho cô đoạn văn sau đây. Bố và anh hút, chú bác hút, không những đầu độc con em mà còn nêu gương xấu. Vậy thì các con thấy rằng khi mà nhìn thấy người lớn hút, đúng không nào? Người lớn là tấm gương của những đứa trẻ. Vậy thì khi thấy người lớn hút như vậy thì chúng coi đấy là cái việc đương nhiên, và chúng cũng không có ý thức để tránh xa những cái việc như thế. Thì chúng đây chính là hành động nêu gương xấu cho trẻ. Và tiếp theo, những hình ảnh đó cũng khiến cho trẻ em bắt chước này. Rồi đồng thời gì đây, gây ra những cái việc gì, nghiện hút ma túy không đáng có, nghiện hút ma túy này, cuối cùng thì dẫn đến phạm pháp, tù tội. Từ đó thì chúng ta thấy được rằng cái việc mà hút thuốc lá nó không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tới kinh tế, mà đối với đạo đức của con người cũng bị suy đổi đi chỉ vì điếu thuốc. Và có một câu văn rất hay mà tác giả sử dụng ở đây: từ điếu thuốc sang cốc bia rồi đến ma túy, con đường phạm pháp thực ra đã mở đầu với điếu thuốc. Cách lập luận vô cùng sắc bén và chặt chẽ để nêu ra rằng điếu thuốc nó bắt nguồn của mọi tội lỗi, đúng không nào? Bắt nguồn của mọi tội lỗi. Tiếp đó, chúng ta có thể thấy một số thông tin liên quan đến thuốc lá đối với giới trẻ. Đây là một số thông tin đã được cung cấp từ khá lâu rồi, tuy nhiên chúng ta cũng xem xét và đưa ra những quan điểm của mình về vấn đề này. Đó là gì? Theo thống kê của Bộ Y tế thì năm 2013 có 17% học sinh hút thuốc trước 10 tuổi. Đối với không ít bạn học sinh, hút thuốc không chỉ là hành vi bắt chước mà còn để thể hiện đẳng cấp, sự sành điệu. Nhưng cần nhớ rằng thuốc lá không chỉ gây hại về sức khỏe mà còn là con đường dẫn đến những tệ nạn xã hội như ma túy, trộm cướp, dần dần dẫn đến mất đi tương lai, làm cho gia đình tan nát. Vậy thì các con sẽ cùng xem cho cô vào những cái thông tin này, sau đó suy ngẫm xem làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện được những tình trạng đáng báo động như trên ở nước ta hiện nay. Trước hết, để tìm ra được giải pháp thì chúng ta phải xuất phát, quay lại, trở lại tìm hiểu nguyên nhân. Vậy thì tại sao hút thuốc lá có hại như vậy nhưng vẫn có rất nhiều người hút đây? Tại sao vẫn có rất nhiều người hút? Chúng ta có thể đưa ra những nguyên nhân cơ bản như sau. Thứ nhất đó là do tò mò, do thanh thiếu niên tò mò và muốn bắt chước người lớn để tỏ ra mình đã là người lớn và thể hiện cái bản lĩnh của mình, thì có những hành động như vậy. Thứ hai, trong nicotine, trong thuốc lá có chất nicotine là chất gây nghiện. Vậy thì mỗi khi hút thuốc, con người ta sẽ cảm thấy là thoải mái này, rồi đê mê này, quên hết đi mệt mỏi, và họ lấy đây như là một cái phương pháp giải trí của mình, thế nhưng không nghĩ đến hậu quả của nó. Thứ ba, vì lịch sự xã giao, trong giao tiếp thì chúng ta thấy rõ là
có một số bộ phận là gì, họ giao tiếp với nhau nhưng mà họ không chào nhau bằng lời chào hay là những cử chỉ như bắt tay, mà họ lại mời nhau điếu thuốc. Vậy thì nếu mà không nhận lại cái phép lịch sự đó thì người ta sẽ chê cười mình. Chính vì thế, vì cái lịch sự xã giao này mà cũng dẫn đến hiện tượng nghiện thuốc lá. Tiếp đó là do vui này, hay là do không có ý thức thấy người ta hút thì mình cũng hút. Ngoài ra thì còn vô vàn những lý do khác khiến cho cái việc nghiện thuốc lá ở đất nước ta ngày càng tăng cao. Và từ việc nêu ra tác hại của thuốc lá cũng như những ảnh hưởng của nó đối với đời sống của con người và xã hội thì tác giả đã đưa ra những kiến nghị như sau. Trước hết các con sẽ cùng quan sát cho cô vào bảng so sánh sau đây. Chỉ với một đoạn văn từ chỗ tỷ lệ thanh thiếu niên đến chỗ mở đầu với điếu thuốc, tác giả đã so sánh giữa các nước Âu Mỹ và Việt Nam trên các phương diện như tỷ lệ này, chi phí cho việc hút thuốc, chính sách chống thuốc lá hay các dịch bệnh khác. Câu văn đầu tiên, tỷ lệ thanh thiếu niên hút thuốc ở các thành phố lớn nước ta ngang với tỷ lệ ở thành phố châu Âu. À, các con có thể để ý cho cô, về tỷ lệ hút thuốc thì giữa chúng ta và các nước Âu Mỹ là ngang nhau. Thế nhưng trong kinh tế của hai nước và chi phí trong việc hút thuốc có sự chênh lệch như thế nào? Trước hết các con thấy rằng với một thanh niên Mỹ, $1 có thể mua được một bao thuốc lá. Đây là một khoản tiền gì? Một khoản tiền nhỏ bởi vì nước họ là nước giàu, đúng không nào? Thế nhưng đối với một người thanh niên Việt Nam muốn mua một bao thuốc lá thì phải có 15.000 đồng để mua một bao, đúng không nào? Thế nhưng bây giờ thì con số ấy nó đã tăng lên rồi, bởi vì văn bản này được viết vào năm 1992 và bây giờ thì tỷ giá giữa đô la thì nó cũng tăng dần lên. Và ta thấy rằng nhưng tuy nhiên thì chi phí đó cho việc mua một bao thuốc vẫn là lớn so với một thanh thiếu niên, đúng không nào? Về chính sách chống thuốc lá thì ở các nước ngoài thì sao? À, họ đã đưa ra những cái hạn chế rõ ràng, cụ thể, đúng không nào? Nhưng ở Việt Nam thì chưa triệt để. Đồng thời ở nước ngoài các dịch bệnh khác đã được đẩy lùi bởi vì khoa học, kinh tế của họ phát triển nên các dịch bệnh đó cũng được đẩy lùi theo. Tuy nhiên ở Việt Nam thì những dịch bệnh như thuốc lá, sốt rét, bệnh phong, bệnh lao chưa được giải quyết, đúng không nào? Lại thêm những cái căn bệnh nguy hiểm như thuốc lá này thì chúng ta thấy rằng cái giữa cái việc so sánh của tác giả này, tác giả đã gì đấy? À, làm rõ những điều mà mình đã thuyết minh, đã chứng minh và để làm cái tiền đề đưa ra cái sự so sánh này để làm cơ sở đưa ra những giải pháp mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần sau đây. Giải pháp đầu tiên là gì đấy các con? À, chúng ta sẽ cùng xem tác giả đã chỉ ra các biện pháp phòng chống dịch hút thuốc lá ở các nước châu Mỹ như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ từ đó để rút ra bài học để vận dụng vào đất nước của chúng ta. Trước hết các con đọc cho cô. Người ta đi ngày nay đi các nước phát triển, đâu đâu cũng nổi lên chiến dịch chống thuốc lá. Người ta cấm hút thuốc ở tất cả những nơi công cộng, phạt nặng những người vi phạm. À, đầu tiên là phải cấm hút thuốc lá nơi công cộng, đúng không nào? Như là công viên, hay là ở bệnh viện, hay là ở bất kỳ một cơ quan đoàn thể nào khi có nhiều người qua lại thì chúng ta cũng nên cấm hút thuốc lá. Thứ hai đó là gì? Phải phạt nặng những người vi phạm. Ở Bỉ năm 1987, vi phạm lần thứ nhất phạt $40, tái phạm phạt $500. À, chúng ta thấy cái biện pháp này cũng có vẻ hiệu quả, đúng không nào? Ở Việt Nam thì chúng ta thấy cũng đưa ra những luật phòng và chống tác hại của việc thuốc lá. Có rất nhiều cái cơ quan tổ chức đã thu bắt giữ những nơi mà sản xuất thuốc lá trái phép. Hay là có những cái ngày, những cái hội nghị, cái cuộc họp để triển khai về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đúng không nào? Ngoài bên cạnh đó thì ở trên thế giới cũng đã lấy ngày 31 tháng 5 hàng năm là ngày không thuốc lá, đúng không nào? Ở đây chúng ta thấy có một cái khẩu hiệu đưa ra rất hay, đó là đừng để thuốc lá tàn phá lá phổi của bạn. Và một cái hình ảnh như thế này thì chúng ta cũng thấy được những cái biện pháp ở trên thế giới cũng được áp dụng đã rất là triệt để rồi. Tiếp theo,
khắp nơi, những tài liệu khẩu hiệu chống thuốc lá dần dần lấn át những quảng cáo của các hãng thuốc lá, đúng không nào? Vậy ý của tác giả ở đây là cấm những quảng cáo thuốc lá mà thay vào đó là gì? À, những khẩu hiệu chống thuốc lá, đúng không? Khẩu hiệu chống thuốc lá. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy theo thông tư hướng dẫn thực hiện pháp lệnh quảng cáo và nghị quyết của chính phủ thì các quảng cáo thuốc lá dưới mọi hình thức, kể cả việc sử dụng tên, nhãn hiệu và biểu tượng của các sản phẩm thuốc đều bị cấm. Và nếu mà phát hiện ra những trường hợp vi phạm thì sẽ bị xử phạt hành chính hoặc có thể xử phạt hình sự. Tiếp theo này, một biện pháp rất đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm được, đúng không nào? À, nhiều nước đã cấm quảng cáo thuốc lá trên báo chí, vô tuyến truyền hình. Chỉ trong vòng vài năm, chiến dịch thuốc lá đã giảm hẳn số người hút và người ta thấy triển vọng có thể nêu lên khẩu hiệu cho những năm cuối thế kỷ 20, một châu Âu không thuốc lá. Và cách rất hiệu quả, hữu hiệu đó là gì? Tuyên truyền kêu gọi mọi người kiên quyết chống lại việc hút thuốc lá. Và đặc biệt là chúng ta có thể quảng cáo bằng rất nhiều hình thức, ví dụ như một biển báo ở nước ngoài này, biển báo giao thông hình gì, hình điếu thuốc nổi bật trên đường phố của nước Brazil. Tấm biển có nội dung là care, đồng nghĩa với lời kêu gọi hãy ngừng hút thuốc. Hay những cái tấm biển ghi rất rõ vũ khí hủy diệt hàng loạt, 5 triệu người chết mỗi năm, để cho thấy được tác hại to lớn của thuốc lá. Và những cái tấm biển quảng cáo đó, nó đánh vào nhận thức của người đọc một cách cụ thể và rõ ràng hơn. Đặc biệt là những hình ảnh và thông tin cảnh báo trên vỏ bao thuốc cũng là một giải pháp có thể áp dụng. Bên cạnh đó, truyền thông, báo chí cũng luôn luôn đề cập đến những vấn đề này và chúng ta cũng có thể nghe để cung cấp thêm, cập nhật thêm những cái thông tin mới nhất, đúng không nào? Học sinh, sinh viên chính là bản thân chúng ta cũng có thể tham gia vào những chiến dịch phòng chống hút thuốc lá, như là một ngày nói không với thuốc lá này, rồi những cái cấm hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà hàng, quán ăn, quán cà phê. Đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh chúng ta thì cũng có thể tham gia những cuộc thi vẽ tranh, cổ động để phòng chống hút thuốc lá. Các con có thể quan sát lên đây có những bức tranh của những bạn học sinh viết rất đẹp, đúng không nào? Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Hãy lên tiếng vì môi trường không thuốc lá, đúng không nào? Tất cả những cái bức tranh này nói lên được cái suy nghĩ hay cái ý nghĩ non nớt của trẻ thơ, nhưng cũng là mong muốn để xây dựng một xã hội, một môi trường tốt đẹp hơn, đúng không nào? Đó chính là nội dung mà chúng ta vừa tìm hiểu. Sau đây thì chúng ta sẽ tổng kết lại ở phần 3 nhỏ này. Từ việc chúng ta tìm hiểu những kiến nghị cũng như những lời mà tác giả đã lấy dẫn chứng từ các nước châu Âu, các nước phát triển, thì ta thấy đối với mỗi đất nước thì đều có những cách để phòng chống khác nhau. Tuy nhiên, đối với bản thân chúng ta, với mỗi người thì cũng đưa ra được những cái giải pháp hữu hiệu nhất cho riêng mình, dễ thực hiện và một cách đơn giản. Trước hết đó là gì? À, bản thân chúng ta phải không đua đòi, không hút thuốc lá. Thứ hai, chúng ta đã hiểu được cái tác hại của thuốc lá như thế nào rồi, vậy mình cần tuyên truyền đối với mọi người về tác hại của nó. Đồng thời khuyên những người thân thiết của mình, bạn bè bỏ đi cái thói quen hút thuốc lá, bởi vì tác hại mà nó gây ra là vô cùng nguy hiểm, không chỉ đối với bản thân mà đối với những người hút thuốc lá bị động cũng như vậy. Từ việc chúng ta tìm hiểu phần 3 vừa rồi, ta còn thấy một câu văn mà tác giả đã tổng kết ở cuối bài. Đây vừa là một câu cảm thán và là một lời kêu gọi lay động lòng người, có sức thuyết phục, đó là gì? Người nghĩ đến Mã Kinh, đã đến lúc mọi người phải đứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch này. Vậy cái câu nói đó, cái câu cảm thán đó nó có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ cùng xem xét. Trước hết, câu văn này nó phù hợp với giọng điệu nội dung của văn bản. Mở đầu thì tác giả đã đưa ra cái hồi chuông cảnh tỉnh, báo động với mọi người về ôn dịch thuốc lá. Và kết lại văn bản, tác giả đã đưa ra lời kêu gọi tha thiết từ sâu thẳm một người là bác sĩ, đúng không nào? Một người rất có tâm, có nhiệt huyết trong ngành khoa học, và
từ những cái nghiên cứu thực tế của mình thì đã viết ra bài văn cuối cùng chỉ chốt lại bằng lời kêu gọi thiết tha. Đồng thời, câu cảm thán này giống như là một sự truyền cảm, một lời dục dã đối với mọi người là hãy khẩn trương, hãy gì đấy, hành động ngay đi, đúng không nào? Không thể chỉ cứ đọc xong để đấy, khi biết được tác hại rồi vẫn cứ tiếp tục hút, đúng không nào? Mà chúng ta phải hành động. Hành động thì từ đó dẫn đến ý thức của chúng ta thay đổi thì hành động cũng thay đổi. Cuối cùng, hãy đứng lên để ngăn chặn, chống lại nạn ôn dịch thuốc lá. Đây chính là hành động thiết thực, là sự tồn tại duy nhất của nhân loại, đúng không nào? Muốn tồn tại và phát triển thì chúng ta sẽ cần phải ngăn ngừa được cái nạn dịch này để sức khỏe của mọi người đều được cải thiện hơn và để xã hội này trở nên tươi đẹp hơn. Đó là thông điệp mà tác giả gửi gắm. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần ba la mã, tổng kết lại về nghệ thuật và nội dung của văn bản. Về nghệ thuật, ta thấy rằng tác giả đã lập luận vô cùng chặt chẽ, sử dụng những chứng dẫn chứng sinh động là những chứng cứ khoa học từ các bệnh viện hay các bác sĩ. Đây đều là những cái thông tin cụ thể, chính xác. Cách thuyết minh cũng rành mạch, lập luận vô cùng thuyết phục. Đặc biệt, câu văn, mặc dù trong văn bản thuyết minh tưởng chừng như khô khan, nhưng tác giả lồng ghép vào đó những cái câu văn so sánh để giúp người đọc dễ dàng hiểu được nội dung cũng như nhận ra được cái vấn đề mà tác giả muốn thể hiện. Về nội dung, chúng ta thấy rằng với việc phân tích khoa học, tác giả đã chỉ ra cái gì đây? Tác hại của việc hút thuốc lá đối với đời sống con người, từ đó phê phán và kêu gọi mọi người hãy ngăn ngừa tệ nạn hút thuốc lá. Đó chính là ý nghĩa cũng như nội dung nghệ thuật trong văn bản này. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần bốn la mã luyện tập để cùng củng cố bài văn qua một bài tập sau đây. Câu hỏi của chúng ta như sau: phân tích tác dụng của phép so sánh trong việc nêu vấn đề và nhấn mạnh vấn đề trong văn bản. Ta thấy rằng trong văn bản này, tác giả đã sử dụng mấy phép so sánh đây? Có hai phép so sánh, đúng không nào? Thứ nhất, đó là phép so sánh gì? Các con hãy mở sách ra, gạch chân cho cô vào phép so sánh đó. Vậy các con hãy xem xét cho cô tác dụng của phép so sánh trong việc thứ nhất là nêu vấn đề và thứ hai là nhấn mạnh vấn đề. Và chắc chắn rằng với cái nhan đề này cũng gợi ra cho chúng ta hướng để tìm hiểu nội dung của câu hỏi. Thứ nhất, phép so sánh trong việc nêu vấn đề chính là phần mở đầu của văn bản. Và nhấn mạnh vấn đề chính là ở phần kết thúc của văn bản, tác giả đã khẳng định, đã nhấn mạnh như thế nào vào vấn đề mà mình đã thuyết minh. Vậy các con hãy chỉ ra cô thứ nhất, phép so sánh đầu tiên là so sánh thuốc lá giống như giặc ngoại xâm gặm nhấm, như tằm ăn dâu. Nó phá hủy từ từ vào các cơ quan, các bộ phận của con người, dẫn đến chúng ta gây nghiện thuốc lá và không có cách nào để có thể cứu chữa được. Thì ở cái cách so sánh này cũng có tác dụng, đó là gì? Nêu bật được cái tác hại khôn lường của thuốc lá đối với sức khỏe của con người. Phần thứ hai là so sánh việc hút thuốc lá và việc phòng chống hút thuốc lá ở nước ta và ở châu Mỹ. Việc so sánh với một nước phát triển như thế mà họ đã đi đầu trong cái việc là dập tắt được cái nạn dịch hút thuốc lá, để cuối thế kỷ 20 họ nêu cao cái khẩu hiệu đó là gì? Một đất nước nói không với khói thuốc. Vậy thì ở một nước như phát triển của nước như đang phát triển như ở nước ta, đúng không nào, còn chưa chống lại được những cái dịch bệnh như là dịch tả này, đúng không nào, bệnh phong này, thì cái việc nghiện thuốc lá nó là một cái thói nghiện thuốc rất xa xỉ, không thiết thực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới gì? Đời sống, xã hội, đạo đức. Và tác giả có thể thấy, tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh để giúp chúng ta thấy được cái tác hại này, bài học và thông điệp về việc phòng chống nạn hút thuốc lá. Thì đây chính là những gợi ý mà cô đã đưa ra giúp các con. Về nhà thì các con hãy hoàn thành bài tập sau đây bằng cách viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh giúp cô nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Về nhà thì các con hãy viết cho cô một bức thư gửi cho người thân của mình để cho họ thấy được, để giúp họ thấy được tác hại của việc hút thuốc lá. Và bức thư này nếu các con muốn chia sẻ với bạn bè thì hãy bình luận để mọi người cùng đọc được bức thư cảm động của mình nhé. Bài học của chúng ta kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau.
của Học viện Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.